Vừa qua thầy đã đi làm thì ở đây là ở tại miền núi Cao Bằng. Thế thì trước mắt các bạn là km số 0 là Hà Giang, là khi thầy đến đó. Thế là từ Hà Giang là theo nguyện vọng của khách hàng là thầy đi Bắc Mê. Thế thì lên Bắc Mê thì để mục đích, đây là một gia đình người dân tộc Hơ Mông, là người ta muốn nhờ thầy tầm long để mà tìm cuộc đất đẹp để đặt mộ cho các vị để ra tiền nhà người ta. Thế thì các bạn theo dõi, đây là thầy đang đi vào đèo ở Bắc Mê. Thế thì trên cái tuyến đường này bạn nhìn thấy nó toàn là cua tay áo này, gấp khúc đi lên, và khi từ Bắc Mê đi xuống đi sang Cao Bằng này, thì nó phải đi qua cổng trời. Thế thì lần lượt thầy sẽ giới thiệu với các bạn những cái địa danh mà thầy đi qua. Mà trước mắt các bạn đây là thầy đang đi trên đèo ở Bắc Mê. Thế thì khu vực này là các bạn nhìn thấy núi non nó rất hùng vĩ. Thế để tầm long thì người ta phải đi lên Thiếu Tổ Sơn, mà thầy đây là đi một cuộc đi này hàng trăm cây số. Thế thì trước mắt các bạn thầy vẫn đang lên đèo. Thế lên đèo rồi ấy, thì trong cái quãng đường đi này nó rất là nguy hiểm. Quanh co đấy, các bạn nhìn quanh co uốn khúc lượn này, nó ở dưới một bên nó là vực sâu, một bên là vách núi, chỉ sơ sẩy một cái là cũng không biết thế nào. Thế thì thầy đi bằng xe của thầy. Thế thì ở đây đến khu vực này là bắt đầu chuẩn bị vào trạm thủy điện Bắc Mê. Thế thì trước mắt các bạn đây là cái sông có cái cầu thầy đang đi qua đây để đi vào khu vực là trạm thủy điện. Thế đây trước mắt các bạn xe thầy đỗ đây đấy, thì đây là trạm thủy điện Bắc Mê. Thế thì thầy có đỗ xe ở đây và kiểm tra phong thủy ở khu vực này. Thế thì ở tại cái khu vực này thì núi non trùng điệp, con sông nó rất là hung dữ, nó chảy dẫn nước từ trên thượng nguồn chảy về. Bạn nhìn trước mắt các bạn là những cái ruộng đồng bậc thang lớp lớp chồng chồng lên nhau, nếu mà nhìn về phong thủy thì rất là đẹp, đúng không? Thế các bạn trước mắt các bạn là những cái ruộng bậc thang, đây nó là vùng núi. Thế thì thầy tiếp tục lại lên đường để đi. Thế thì để đi đến cái chỗ mà người ta cũng đã chọn trước, người ta thấy thế đẹp thì thầy đến. Thì ở đây để đến được nó phải đi mất 3-4 tiếng đồng hồ, tầm 4 tiếng từ trên dân tộc đó là người Hơ Mông đó, là bắt đầu là thầy quay ở các cái cảnh này và đã tầm long ở khu vực này. Thì núi non hùng vĩ và độ dốc nó cao quá. Thì ở đây chỗ này có được một cuộc lòng về trước mắt các bạn. Thế thì dòng sông nó uốn quanh và nó ôm đến cái cuộc đất này, và trên là huyền vũ, và tầng tầng đớp đớp dụng bậc thang đã đi chạy xuống dưới này. Thế thì ở trước mặt đây cũng là thủy tụ, và có người vòng quanh đây là dân bản ở. Nhưng cái cuộc long này thì theo nhận định của thầy nó là long gầy, cho nên chủ nhà người ta cũng không được ưng, thì vậy lại lên được đi tiếp. Thế thì đi đến đây thì tầm thì thấy một cái địa thế, cái sông này nó chảy về đây rất là đẹp, trước mắt các bạn chảy về rất là đẹp. Thế thì ở đây nó có nổi bình thường,
Đấy. Trước mắt các bạn, đấy. Trước mặt là có dòng sông Nũ Ấn, và đây chỗ này nó thủy tụ rất là lớn đây. Thì ở đây đấy, là nó có Huyền Vũ nha. Đấy, trước mắt các bạn là Huyền Vũ, thấy đấy dấu đỏ này. Đấy, bên tả đấy, nó có Thanh Long chạy dài. Đấy. Bên hữu nó có Bạch Hổ. Thế thì thầy đang chiếu về trên cái Huyền Vũ để cho các bạn xem. Thế thì cái cuộc long này thì thầy rất ưng. Đây nó là thủy cục long, và trước mặt các bạn đây là Huyền Vũ. Đấy. Thế thì bạn nhìn sang bên tay trái đó là Tài Lộc. Đấy. Đấy, Tài Lộc. Đấy. Thế thủy khẩu đi từ ở trên cánh Tài Long đi chảy về đằng trước. Thế đây là Chu Tước. Đấy. Thế nhưng đây nó là một con sông. Sông ở trên núi thì trước mặt nó Huyền Vũ thì nó thầy nó ngay trước mặt. Cho nên là thầy cũng nói với chủ nhà, thế nhưng mà địa điểm này là đẹp nhất rồi. Thế thì Huyền Vũ trước mặt nó án. Đấy. Thì nó qua con sông rộng như thế này thì sang bên này thì nó sẽ là gì? Nó là thủy tụ. Thế còn phía bên này như thầy đang quay thì các bạn đang nhìn ở bên tay phải. Thì từ trong núi nhìn ra tay phải đây là Bạch Hổ. Đấy, một dãy núi nhấp nhô như bát úp. Đấy. Thì nó trùng trùng lớp lớp này. Thế thì cái này để mà thấy rằng về trường ứng thì rất hẹp, rất đẹp. Thế thì nhìn khi dùng flycam nhìn trước mặt thì thấy thủy nó tụ ở tại đây. Đấy. Thủy nó tụ ở tại chỗ này, trước mặt các bạn đang nhìn đây, đối diện với cái xe ô tô của thầy đấy. Thế thì nhìn sang Thanh Long đấy, nhìn sang Bạch Hổ đấy, nhìn sang Chu Tước, nhìn sang Huyền Vũ, nó tạo một thành một cái thế là đồi núi trùng trùng ôm ấp lấy cái khu huyệt mộ. Và khi thấy điểm huyệt thì chủ nhà sang đó kiểm tra và thấy 82 cm là đã thấy đất táng ong, kiểu như là cái chiếu hoa rồi. Thế thì tìm được cái cuộc long này thầy phải đi mấy trăm cây số đường rừng núi. Âu rằng đi tầm long không phải đơn giản, đúng không bạn? Bạn nhìn đây. Thế sau khi đã tầm long cho chủ nhà xong rồi, để xác định cái cuộc long này đẹp rồi, thì rất là phấn khởi và chủ già sang là thầy bảo là đào được 90 cm, thì chủ nhà mới thăm được 82 cm đã thấy đất giáng ong rồi, tức là đất chiếu hoa rồi, thì rất phấn khởi nha, là tìm được đúng cuộc long. Và ở đây chàng sinh ở tại Tý nha, mộ hố tại Thìn và đế vượng tại Thân, vì đây là âm long. Thế trước mặt các bạn đây là nội Minh Đường đấy, bạn nhìn đấy, từ sông vào là nội Minh Đường đấy. Đấy, từ sông này vào để bạn nhìn rõ nha, đây là sông, thì trước mặt sông đây là nội Minh Đường, một khu đất rộng và thủy chảy về tụ ở tại trước mặt đấy, Minh Đường đấy. Và ở phía trên là khu đấy, chúng Minh Đường thầy ghi rõ là Minh Đường này, và trên này đấy là Việt Kết, là ghi rõ luôn chỗ này. Thế thì rất phấn khởi, gần một ngày rưỡi thì đi từ 11 giờ đêm ở tại nhà thầy ở Phú Thọ mà đến 2 giờ sáng mới lên đến Hà Giang, sau đó đi đến sáng 7 giờ sáng mới vào đến Bắc Bê, đi vào đến trong đó. Thế thì cái chuyến đi này và tầm được một cuộc long này thì cho chủ nhà thì người ta rất phấn khởi, mà bản thân thầy phấn khởi. Cho nên hôm nay thì giới thiệu đến đây để các bạn cùng nhìn và tham quan. Đây là Bạch Hổ này đấy, và thấy cuộc long này nó rất hùng vĩ, cũng là giúp được cho đời. Bên này nó là Huyền Vũ, để bạn thấy Huyền Vũ nó thoải trồng trồng nó lớp rất nhiều dãy núi đấy, đi xuống đấy. Thế thầy cũng đã lấy long nhập thủ của chủ nhà. Thế thì tất cả mọi vấn đề về phong thủy thầy có những điều thầy đã nói cho chủ nhà căn, và trên đường thiên lý thì các bạn nhìn thì thầy lại quay về đây, thì bạn thấy thầy phải đi qua cổng trời đấy, đường nó quanh co, bạn nhìn thấy chưa, kinh chưa, rất là vất vả. Thế thì ở đây đây là khu người ta gọi là cổng trời
Đấy. Thế thì hàng đoàn xe du lịch rồi các Phật tử đang ở vòng quanh đây và xe thầy đỗ trước mặt đây. Đây là xe của thầy. Thế thì ở đây uống nước, sau đó lại một cuộc hành hương là gì? Là xuống dốc để đi về Hà Giang. Thế thì các bạn thăm, các bạn nhìn video là khi đoạn đường thầy trở về cũng gian nan như đoạn đường đi lên. Lên đến cổng trời này rồi thì lại từ cổng trời thì là đi về đấy, bạn nhìn dốc lúc nào cũng tư thế là đầu cắm xuống đất. Thế nhưng mệt nhưng vui, vui vì sao? Đã tìm được một cuộc lòng giúp cho đời. Như bạn nhìn thấy đường quá nguy hiểm, đường không nào và bạn nhìn thấy kinh khủng luôn, cứ thế đi cắm đầu rồi thôi đấy, và đường cứ cua đầy áo liên tục như thế đấy, chứ không mắt các bạn đấy, một bên là vực thẳm, một bên là núi, thế là cua đầy áo, cứ đi cắm đầu xuống thôi, chồng đi lên rồi. Các bạn thân mến, đây là thầy đang đứng ở km công Hà Giang trên con đường trở về, thì cũng là chụp ảnh để lưu niệm một chuyến đi xa. Các bạn xem video của thầy thì nếu các bạn thấy hữu ích thì nhấn chia sẻ, nhấn đăng ký ủng hộ cho kênh phát triển. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video sau. Thầy sẽ đưa lên những cái video mà thầy đi các miền đất nước để làm phong thủy. A Di Đà Phật.